cầu xin bác sĩ. Làm ơn cứu con gái tôi với, làm ơn. Người nhà ra ngoài để chúng tôi làm việc. Con ơi, bác sĩ, con gái của tôi sao rồi? Tai nạn quá nặng, cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất lại không có ở đây. Tôi e là... Không, con tôi không thể chết. Xin các người hãy cứu lấy nó. Mau gọi điện cho vị bác sĩ ấy đi, làm ơn. Nhưng bác sĩ ấy đang bận. Tôi xin cô, hãy cứu lấy con tôi. Hãy gọi cho ông ấy, tôi xin cô. Anh mau đứng lên đi, tôi sẽ cứu. Sao ông ta lâu đến thế? Con tôi liệu có nguy hiểm không? Anh yên tâm, chúng tôi vẫn đang sơ cứu. À, ông ấy đến rồi. Sao anh đi lâu thế? Anh đã ở đâu? Bận gì bằng tính mạng con người? Anh có hiểu điều đó không? Tôi xin lỗi, tôi không ở bệnh viện và tôi đã đi nhanh hết sức có thể. Bây giờ, tôi mong anh bình tĩnh để tôi làm việc. Còn tôi sắp chết, tôi có thể bình tĩnh được sao? Nếu người nằm trong phòng cấp cứu kia là con gái anh, thì anh có bình tĩnh được không? Anh hãy để bác sĩ làm việc. Giận dữ trong lúc này cũng không thể giải quyết được vấn đề gì. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mong là mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với con gái anh. Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi? Đã qua cơn nguy kịch, có gì y tá sẽ nói cho anh biết. Chào anh. Ơ, à, cái ông này thật vô trách nhiệm. Không biết lương y như từ mẫu ông ta để ở đâu nữa. Chúc mừng anh nhé, con gái anh đã ổn. Cảm ơn cô, nhưng bác sĩ gì mà lạnh lùng thế không biết. Sao anh lại nói thế? Bác sĩ vừa cứu sống con anh cơ mà. Anh đã không cảm ơn ông ấy thì thôi. Lại còn... Cô bảo cảm ơn à, ông ta không thèm dành cho tôi một phút để hỏi về tình hình con gái của tôi nữa là... Ông ấy thật không có trái tim. Anh đừng trách ông ấy. Ông ấy đến được đây đã là phi thường lắm rồi. Tôi cứ nghĩ... Con anh không thể cứu được nữa. Con trai ông ấy vừa qua đời vì một tai nạn giao thông. Con trai ông ấy? Phải, ông ấy đang ở bên thi thể của con mình. Nghe tôi gọi, ông ấy lao về và còn đủ bình tĩnh phẫu thuật cho con gái ông. Bây giờ, sau khi cứu sống con gái anh, ông ấy lại vội trở về để lo cho con trai của mình. Anh không biết chuyện gì thì đừng lên án ông ấy. Xin lỗi, tôi đã trách làm bác sĩ rồi. Bác sĩ tha lỗi cho tôi. Ôi, một người vĩ đại. Cảm ơn ông rất nhiều. Vũ hội hóa trang. Ngày xưa, ở một thành phố nọ, có vị thị trưởng có lối sống đặt nặng địa vị giàu nghèo. Năm ấy như thường niên, thành phố chuẩn bị diễn ra vũ hội hóa trang của các em nhỏ toàn thành phố. Cái gì mà chỉ những em bé có trang phục hóa trang mới được có mặt trong tòa thị chính trung tâm để dự vũ hội? Lùi lại hết mau. Dân chúng họ không đồng tình, kéo đến hô hoáng ghê lắm. Hay là ngày ra gặp họ đi. Việc gì ta phải gặp đám dân đen đó chứ. Anh đem dán phụ lục bổ sung này dưới thông báo đi. Với các em bé không có trang phục hóa trang, thành phố sẽ sớm tìm một ngày khác để các em vui chơi. Xem ra không còn gì để nói thêm với ông ta nữa rồi. Mẹ ơi, năm nay con muốn may một bộ trang phục thật lạ. Con không muốn mấy bộ trang phục hoàng tử thần tiên như mọi năm nữa. Mẹ may cho con bộ mới thật độc đáo nha. Được rồi mà, sẽ có bộ mà con thích. Cha nhìn kìa, năm nay có thêm bao nhiêu là tiệm may mới. Để ta dẫn con vào tiệm may đẹp nhất. Nhanh lên, mau đến tiệm may góc phố đi. Có một ông chủ tiệm kỳ lạ lắm. Nào, các bé lần lượt vào cả đi. Thoải mái chọn lựa trang phục.
tất cả đều là miễn phí. Thế là chúng con có trang phục dự dạ hội rồi. Ba, con muốn mua đồ của chú Tí Hon. Gã này trông thật kỳ quái. Tiệm may của chàng Tí Hon không chỉ có các trang phục hóa trang công chúa, hoàng tử, mà còn có các bộ hóa trang tả tơi. Đó là bộ chăn vịt, bộ quần áo thợ nạo ống khói. Tớ thích mấy bộ này, lạ quá à. Tớ mặc vừa như anh đây nè, tớ là thợ nạo ống khói. Còn tớ là thợ đúc lò. Con thích nhất bộ này. Không được, cởi ngay bộ đồ rách rưới này ra cho ta. Không, không, con thích bộ đồ hóa trang này mà. Được rồi, được rồi. Thế là đêm vũ hội hóa trang năm ấy diễn ra vui nhộn và đông đúc chưa từng thấy. Trẻ nhà giàu thì mặc các bộ hóa trang rách tả tơi, còn trẻ nhà nghèo thì thích thú với các bộ hóa trang hoàng tử, công chúa. Ôi trời ơi, muộn lắm rồi, vậy cởi ngay cái bộ nhếch nhác này ra đi. Nhưng khi đêm vũ hội kết thúc, không một đứa trẻ nào có thể cởi bỏ trang phục của mình. Kỳ lạ, sao cúc áo dính như keo vậy? Không cởi được. Dù sao thì con vẫn thích bộ này, con mặc thêm mấy ngày nữa cũng không sao mà. Một tuần sau. Ôi trời ơi, cô chủ kia rồi. Thì ra là cô ra đây lùa vịt thật. Trời ơi, bọn trẻ thành phố này sẽ hóa điên hết. Phải rồi, tên thợ bay kỳ quái đó. Hả? Tên thợ bay quái quỷ kia trốn đi đâu rồi? Ta không tin mình không thể cởi mấy bộ đồ quái đản của ngươi khỏi người lũ trẻ. Vậy tiếp tục cởi đi. Ta đã thuê các ngươi là các võ sư khỏe nhất. Mà con bé Jin, mau đi tìm nó về đây ngay. Cha ơi cha, con thấy chú thợ may Tí Hon đó rồi nè. Chú ở ngọn cây đào chỗ lần trước là tiệm may á. Mọi người mau ra đó, công cổ kẻ lừa đảo lại. Các người đừng có mong bắt được ta. Mau xuống đây, tên lừa đảo kia. Ta đây chỉ có một điều kiện để đưa mọi thứ về như cũ. Đó là vũ hội hóa trang hàng năm, phải để toàn bộ trẻ con thành phố tham gia. Trẻ em nghèo phải được cấp chi phí may trang phục. Người ra lệnh cho ta. Nhanh lên, ta không có nhiều thời gian ở đây nữa đâu. Tất cả là tại ông đó. Nhanh lên, nói đồng ý đi. Ta đồng ý. Nhà ngươi mau cởi bộ đồ đó khỏi người con gái ta đi. Và còn nữa, từ nay đừng có làm bất kỳ điều gì kỳ thị với người khác. Không rõ chàng Tí Hon ấy là một vị tiên hay là một người tốt từ một xứ sở đặc biệt nào đó, nhưng kể từ đó, ngài thị trưởng không bao giờ dám ra một chỉ thị oái âm nào nữa. Trẻ em thành phố luôn mong ngóng đến mùa vũ hội hóa trang, ngày vui sướng trọn vẹn với tất cả các em. Sự tích hoa mộc lan. Thuở ấy, ở Nhật Bản có một người con gái tên là Keiko, mồ côi cha lẫn mẹ. Nàng phải làm hoa giấy đem ra phố bán. Nhưng hoa bán đã nhiều mà tiền thu về chẳng đáng là bao. Keiko cũng không có đủ tiền sắm nổi một bộ kimono mà các cô con nhà quý phái vẫn mặc. Hôm đó, khi Keiko đang ngồi gấp những bông hoa bằng giấy, bỗng từ đâu có một con vẹt bay tới đậu bên vệ cửa sổ. Có lẽ nó đã già, song vẫn còn đủ minh mẫn và biết nói tiếng người. Ôi, ra là một chú vẹt già. Có lẽ chú đang đói và khát lắm phải không? Ăn đi nè. Nhìn nàng ta lại nhớ tới bà chủ cũ của ta. Tiếc rằng bà ấy đã qua đời, vậy nên ta mới không có chốn dung thân như bây giờ. Thật vậy sao? Nếu vậy, vẹt có thể ở lại với ta. Tuy ta nghèo, nhưng ta hứa sẽ che chở, bao bọc vẹt. Nàng quả là một người có tấm lòng nhân hậu. Để đáp lại lòng tốt của nàng, ta sẽ nói cho nàng nghe một bí mật. Bí mật ư? Đúng vậy, nhưng nàng phải hứa không được nói điều này cho bất kỳ ai khác nghe. Nếu không, nó sẽ không còn linh nghiệm nữa.
chuyện là thế này, bà chủ cũ của ta cũng làm nghề bán hoa giấy như nàng. Xong có một mụ phù thủy đã tiết lộ cho bà một bí mật về cách làm cho hoa giả trở thành hoa tươi. Nghĩa là phải lấy máu của mình tiếp sức cho các cành hoa. Chẳng bao lâu bà chủ trở nên giàu có. Lúc đó một phù thủy đã báo trước cho bà ta rằng dù thế nào cũng chớ có hiến đến giọt máu cuối cùng. Nhưng với bà chủ của ta, dầu có tích góp được bao nhiêu của cải cũng vẫn cứ là ít. Và thế là khi có một vị khách ngoại bang hứa cho bà một khoản tiền lớn nếu bà bằng lòng tiếp thêm sinh lực cho hoa, bà chủ đã không ngần ngại, ngay cả đến giọt máu cuối cùng, và bà đã phải chuốc lấy cái chết. Thật là khủng khiếp. Vì sao mày không ngăn cản bà ta? Rơi vào hoàn cảnh ấy, người ta khó mà sáng suốt. Ta đã thẳng thắn khuyên nhủ bà đừng hành động một cách ngu ngốc. Xong bà trả lời như thế nào, nàng biết không? Ta đã chán ngấy những lời đường mật của họ nhà vẹt rồi. Vẹt già tốt bụng ơi, hãy ở lại đây với ta. Ta hứa sẽ đối xử tốt và nghe lời khuyên của ngươi. Nhưng nàng phải nhớ, sẽ không tiết lộ bí mật này khác cho ai biết. Nếu không, phép màu sẽ tự biến mất đấy. Ừ, ta hứa. Và thế là từ đó, vẹt ở lại với cây cô. Cây cô cũng lấy chính những giọt máu đỏ tươi của mình để nhuộm đỏ những cánh hoa. Chúng bỗng trở nên tươi mới, sống động. Và thế là, nhờ vào những bông hoa tươi đỏ thắm được nhuộm đỏ bởi chính những giọt máu của nàng, cây cô đã kiếm được nhiều tiền hơn trước và còn quen được với chàng thư sinh điển trai Aratumi. Chỉ vì muốn xứng với vẻ thư sinh của Aratumi, Keiko đã nói dối Aratumi nàng có rất nhiều tiền và sống trong một tòa biệt thự rộng lớn. Chúng ta thực hợp nhau, nhưng cũng thật đáng tiếc khi ta chỉ là một chàng sinh viên nghèo, còn nàng là tiểu thư đại khác sống trong một biệt thự nguy nga, tráng lệ. Ta sợ bố mẹ nàng sẽ ngăn cản hay ta. Em là kẻ nói dối. Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? Nói cho anh nghe đi. Thật ra biệt thự mà em nói chỉ là giả. Nàng nói sao? Nàng không phải quý tộc, cũng không có tòa biệt thự gì ư? Ừ, nhưng chàng yên tâm, em sẽ làm, em sẽ gấp thật nhiều hoa giấy. Chúng ta sẽ bán với giá cao và nhất định chúng ta sẽ sống trong một tòa biệt thự thật nguy nga. Em hứa với chàng là sẽ làm được như vậy. Nhưng chỉ với những bông hoa giấy, làm sao em có thể kiếm được nhiều tiền chứ? Tại vì em có một bí mật. Bí mật gì vậy? Nàng có thể nói ta nghe được không? Việc này... Nhưng nàng phải nhớ, sẽ không tiết lộ bí mật này khác cho ai biết. Nếu không, phép màu sẽ tự biến mất đấy. Việc này, em phải giữ bí mật, em không được phép nói nó cho ai nghe. Nhưng chàng yên tâm, em sẽ cho chàng một cuộc sống thật sung túc. Anh tin ở em mà. Kể từ ngày hôm đó, nàng hăng say gấp hoa với mục đích kiếm thật nhiều tiền để Aratumi có thể sống sung sướng. Mình cần phải làm thật nhiều hoa rồi đem bán đi để mua một biệt thự. Ấy cô ơi, nàng đang tiêu phí máu của mình một cách quá dễ dãi đây. Ôi, anh bạn vẹt già đáng yêu của ta, khi Aratumi học hành xong, chàng sẽ kiếm đủ tiền và lúc đó ta sẽ được nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng khi hai người vừa tổ chức xong lễ cưới thì Aratumi đã bỏ luôn trường lớp. Anh chỉ thích được xem những ngón tay nhỏ nhắn của em trọn tay khéo léo và duyên dáng khi em làm hoa thôi. Và những ngón tay của cây cô lại làm việc miệt mài hơn. Cây cô ơi, cây cô hãy cẩn thận, nàng đã quá yếu rồi, máu trong tim nàng còn lại rất ít đấy. Bạn ơi, chúng ta sắp có biệt thự rồi, lúc đó ta sẽ bắt đầu sống như một bà hoàng. Lời đồn đại về cô gái bán hoa bé bỏng có tên là cây cô lan truyền khắp gần xa. Maganon, một nhà kinh doanh hoa người Pháp, đã lặn lội sang tận Nhật Bản để mua hoa của cây cô. Quả thật, những bông hoa cô làm ra thật tươi đẹp, sống động. Ta sẽ mua hết chỗ này. Thật vậy sao? Quả thật là ngài muốn mua hết tất cả số hoa mà ta sẽ làm ư? Đúng vậy, nhưng với ta, chỉ hoa đẹp thôi là không đủ. Ta hứa sẽ trả nàng một khoản tiền lớn nếu nàng làm cho những bông hoa cùng với gốc của chúng trở thành hoa thật. Hơn nữa, chúng phải có đủ 4 màu, trắng, vàng, hồng và đỏ. Cái gì? Đủ 4 màu, trắng, vàng, hồng, đỏ? Đúng vậy, và nàng sẽ có một số tiền lớn, đủ để sống sung túc đến suốt đời. Cơ hội của chúng ta đến rồi, nàng hãy làm ngay cho ta một bông hoa, hệt như yêu cầu của ông ta đi, chúng ta sẽ có tiền. Nhưng... Cây cô đừng làm vậy, nếu không nàng sẽ chết đó.
hay nghĩ tới bài học của bà chủ cũ của ta. Con vẹt ngu ngốc kia, im ngay. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta đấy. Nàng có nhớ nàng đã hứa với ta những gì? Sẽ cho ta một tòa biệt thự và cuộc sống giàu sang mà. Được, ta sẽ làm theo yêu cầu của ông. Và thế là cây cô đã làm cho Margonon đủ các loại hoa đỏ chói cả cành lẫn gốc. Nhưng nàng cũng không còn đủ sức để trích đầu ngón tay của mình và dùng máu tiếp sức cho rễ hoa nữa. Cây cô ơi, chớ có cho giọt máu cuối cùng. Thôi đủ rồi, con vẹt ngu ngốc kia. Loài vẹt nhà mi chỉ quen khoác lác thôi. Aratomi yêu quý, em chỉ còn giọt máu cuối cùng thôi. Ta cần một bông hoa đỏ, đỏ thật sự. Ta sẽ không tiếc tiền, miễn là nàng làm cho bông hoa đỏ này rực lên cả rễ của nó. Cây cô, em cần phải hiểu rằng điều đó có ý nghĩa đối với chúng ta lắm chứ. Em có hiểu không? Đời sẽ thế nào nếu chúng ta sẽ có một tòa biệt thự? Tòa biệt thự mà em đã hứa với anh đó. Sau khi lấy hết hơi tàn sức kiệt, cây cô chích đầu ngón tay mình, vắt ra giọt máu cuối cùng tiếp sức cho rễ bông hoa đỏ. Cuối cùng, số phận của cây cô cũng không khác chủ cũ của chú vẹt là bao. Sau khi có được bông hoa tươi rói, Margonon đã mang chúng về Pháp và đặt tên nó là Magnolia, nghĩa là hoa mộc lan. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!